Thưa quý vị, và theo Bộ Y tế, từ đầu năm cho tới nay, cả nước của chúng ta đã ghi nhận hơn 89.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết do virus dengue và 34 trường hợp đã tử vong. Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục tăng, các số ca nhập viện, số ca nặng cũng đã tăng lên. Để có thể chủ động trong công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh sốt xuất huyết tới mức thấp nhất, lãnh đạo của Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các giám đốc của Sở Y tế các tỉnh, thành, thủ trưởng các đơn vị y tế ngành nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện việc phân tuyến điều trị người bệnh sốt xuất huyết. Cụ thể, Bộ Y tế phân loại sốt xuất huyết dengue theo 3 mức độ: sốt xuất huyết dengue, sốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo và sốt xuất huyết dengue nặng. Về phân tuyến quản lý, điều trị sốt xuất huyết, Bộ Y tế có nêu rõ trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa, chuyên khoa nội nhi, bệnh viện đa khoa tư nhân và các bệnh viện tuyến quận, huyện tiếp nhận bệnh nhân ở mức độ 1. Đối với mức độ 2, chỉ những bệnh nhân đa khoa tư nhân đã được tập huấn điều trị sốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo mới được tiếp nhận. Còn đối với mức độ 3, chỉ những bệnh viện đã được tập huấn chuyển giao điều trị sốt xuất huyết dengue nặng mới được tiếp nhận bệnh nhân. Bộ Y tế cũng có lưu ý các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cuối tập trung nguồn lực để có thể thu dung điều trị những trường hợp sốt xuất huyết dengue nặng, hạn chế vận chuyển người bệnh vượt tuyến trừ trường hợp vượt quá khả năng điều trị.